Ồ, xin chào cả mọi người nhá. Đấy, anh em ạ. Nói thật thì mình cũng không biết nói thế nào đâu. Nhưng mà anh em đi đường ấy, thì cẩn thận một tí. Mình tại sao mình phải đi nhanh làm cái gì đúng không ạ? Đấy. Các bạn có thấy thương không? Đây này. Các bạn có thấy thương không? Đấy. Đi xe, nãy mình có gặp một cái xe con, chắc là nó tông ấy. Đường thì nói chung là đường của thiên hạ thôi, nhưng mà hãy đi chậm một tí. Có phải đi chậm nhưng mà mình cũng rất là thương mấy chú này. Đây, mình vừa gặp một con xe con. Con này thì nó đi luôn rồi, cứu được, con kia không có khả năng nhé. Này nát đầu, cắt đây thôi, thực ra cũng không phải dây của mình đâu. Đây có một con nó theo mẹ của nó, nói chung là không phải là như bà đâu, nhưng mà chắc họ cũng có cua để ý như tí nó qua đường. Đấy, giờ còn mỗi một con thôi, con này thì còn không biết sống nổi không đấy. Chân tay không thể gãy đâu, nhưng mà không biết tầm trúng đâu. Đầu thì làm sao đâu mọi người, mình không biết đâu, phải nó đâm không. Chân không đụng được rồi, sẽ gãy chân rồi. Đấy, mình cũng muốn hộ lắm nhưng mà không thể hộ nó đi được. Chắc nãy vừa con ô tô nãy qua, mình vừa gặp một con ô tô cho nó tông. Đấy, các bác tài đi đường để ý nhá. Đấy, nói chung là những vật mà lớn lớn một tí thì không sao, nhưng mà đây nó còn rất là nhỏ, nó đã biết gì đâu đúng không ạ. Đó, một con thì nằm thoi thóp, còn một con thì nó đi à. Mình không phải là chủ nhà nên mình cũng không xử lý đâu. Mình lấy qua bên kia thôi. Đấy, mình đi nhá.